Hello mọi người, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì trước mặt chúng ta đây đang là một em iOS RP nhá. Anh em đã thấy luôn là đây là một chiếc RP. Lần trước mình có mở hộp cho anh em rồi, nhưng mà mấy cái hôm đó mình bận quá chưa kịp trên tay cho anh em và chưa kịp có cái clip cho anh em chi tiết. Thì hôm nay rất là nhiều anh em yêu cầu là mình set up cái chiếc iOS RP này. Thật sự với mọi người thì rất là nhiều anh em nôi nó ra so sánh với con 5D3 rồi thì 6D2 rồi thì mấy con giá rẻ, nhưng mà thực sự với anh em là mình nghĩ là chẳng có cái máy nào tốt như này mà ngon như này để mua trong cái tầm giá khoảng hơn 20 triệu thôi, khoảng 21 triệu mà mua một cái con máy nó vừa có một cái cảm biến full frame, vừa có màn hình xoay lật và nó mang một rất là nhiều thứ công nghệ ở trong cái máy ảnh. Thực sự với mọi người thì em RP này lấy nét cực kỳ nhanh luôn và cực kỳ ngon luôn. Nó mang cho mình hơn 4.000 điểm AF, gần ngang ngửa với chiếc đàn anh của nó là chiếc iOS R. Vậy thì tại sao lại không chọn iOS RP mà chọn 5D3 làm chi? Trong khi đấy thì lấy nét vừa cúi bắp này, xong khi đó thì lại còn công nghệ, một hàng loạt công nghệ cũ và rất nhiều anh em so sánh 5D3 với 6D2 với RP. Bản thân mình thì mình vẫn chọn RP, vẫn vote RP cho anh em dùng, bởi vì nó rất là nhiều cái công nghệ. Và thứ hai là đây này, anh em có thể thấy luôn là nó có một cái màn hình xoay lật ra này. Đấy, nó có thể lật 180 độ. Và anh em muốn chọn góc khó đúng không? Không là gì đối với RP cả. Kể cả anh em chụp từ trên xuống thì anh em có thể lật như này. Lật như này. Đó. Đây là cái điểm mạnh của em RP. Và cái cảm biến full frame, cái này thì nó chỉ một số anh em cũng hay hỏi mình là anh em mua R hay mua RP? Thì rõ ràng là mua R rồi nếu có tiền, còn nếu không có tiền thì RP là một sự lựa chọn không hề tồi một tí nào nha. Và ở đây thì chiếc len này là chiếc 35mm, chiếc này là chiếc RF chứ không có dùng ngàm. Máy của mình thì mình dùng ngàm, còn đây là máy của ông anh. Hôm nay mình mới sang bên này và mới mượn được cho anh em coi. Hôm trước thì anh em là có thể, nếu mà anh em quan tâm đến cái con R này, anh em có thể tham khảo ở trên cái video trên kênh mình mở hộp nhá. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em set up cái máy iOS RP này. Đầu tiên thì anh em bật máy lên cho mình rồi, cái này mình bật sẵn rồi nhá. Ở trên cái màn hình cảm ứng này nó có sẵn các cái nút để anh em nhìn thấy luôn rồi. Đây này. Đó, đây là cái phần ấn vào để chụp hình này. Nói chung là cái chỗ chiếc màn hình cảm ứng này nó là một cái gì đó rất là giá trị. Mình rất là thích những cái máy có cảm ứng và nó live view như này. Chụp nó rất là chính xác về độ nét cũng như là gần như là ít khi bị trượt nét lắm. Thật sự với mọi người là như thế. Đấy, anh em cần chạm cái nó chụp luôn rồi. Cái này thì mình cũng không có set gì cả. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em vào setup nhá. Đầu tiên thì để mà chuyển sang tiếng Việt thì anh em bấm vào cái tab số 4, số 3, số 4 gì đó. Nói chung là cái này cái đâu số 2 thôi ạ. Đây này, anh em vào đây cho mình và anh em chọn ngôn ngữ nhá. Nếu như máy này không phải máy chính hãng, máy này máy sách tay, nhưng nó vẫn có tiếng Việt cho anh em. Bây giờ thì dòng máy nào cũng có tiếng Việt rồi, anh em cứ chọn tiếng Việt cho nó sướng. Hoặc là nếu mà anh em nào mà biết nhiều tiếng thì anh em có thể chọn English hoặc là Nhật hoặc là bên Hàn, tùy vào mỗi anh em chụp và mỗi anh em ở mỗi nơi. Mình sẽ giảm độ sáng nó xuống còn 2 vạch thôi để cho anh em nhìn cho nó dễ. Đó, anh em thấy không? Và bây giờ thì mình sẽ reset hết tất cả mọi thứ cài đặt ở trong máy này đi. Việc đầu tiên để cài đặt được máy này, anh em reset hết cho mình mọi thứ nhá. Đây này, anh em vào cái tab số 6 và anh em bỏ tất cả các cái thiết lập máy ảnh này. Sau đó thì anh em ấn OK. Đấy, thì nó sẽ quay trở về cái màn hình nó sáng quá. Thì mình sẽ set lại cái màn hình cho nó tối xuống một tí. Đó, như này. Ở trên này anh em thấy không? Cái cảm biến đây, mắt thường người ta không nhìn thấy được, nhưng khi trên camera nó sẽ nhìn thấy cảm biến này, nó đo liên tục luôn. Rất là tiện lợi luôn, và khi mà chúng ta che đây thì nó sẽ tối cái màn hình này xuống. Mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái đầu tiên. Chất lượng hình ảnh thì ở đây nó có C RAW với RAW. Thì khuyên mọi người, khuyên anh em là cứ RAW mà phang nhá. Còn cái JPEG thì mình chỉ để S1 thôi, tại vì là JPEG chả bao giờ sử dụng tới, mà cũng chả mấy khi chúng ta edit cái ảnh JPEG cả. Còn cái phần cắt cỡ hình ảnh này thì tùy anh em. Có một số anh em thì thích kiểu là ví dụ như cái len 35 này nhá, thì mình sẽ để nó là 1.6, có nghĩa là cái tỷ lệ này là giống như trên máy crop của chúng ta ấy. Ví dụ như mấy con máy crop mà anh em muốn thích cái khung hình nó gần hơn một tí nữa. Đây mình sẽ ví dụ cho anh em nhá. Đây mình sẽ set up cái máy làm sao cho nó lên độ sáng này. ISO thì cái này ISO mình để khoảng 5.000 đi, hoặc là 8.000 đi. 6.400. Rồi OK rồi. 6.400. Còn cái khẩu độ đây, anh em có thể thấy là đây nhá, mình sẽ để một cái ở chế độ, mình sẽ chụp thử một cái nhá. Ở chế độ crop nhá.
Đây, đây là chế độ crop. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chế độ full này. Thì anh em có thể thấy là nó xa hơn rất là nhiều. Đó, nó sẽ xa hơn rất là nhiều. Thì cái này cũng rất là hay. Đợt trước thì có dòng máy Nikon nó có sẵn rồi. Còn bây giờ thì dòng K cũng đã tích hợp trên máy rồi. Xem lại ảnh thì cái này tùy anh em. Có một số anh em thì không thích nó hiển thị, anh em tắt nó luôn đi. Mình thì mình thích cái ảnh, mình muốn xem lại ảnh của mình nó chụp ra như thế nào thì mình bật. Đó, còn cái phần bấm nút chụp không có thẻ thì cái như vừa rồi mình vừa chụp được cho anh em xem đấy, thì anh em có thể on hoặc off đi. Nếu mà anh em mà không muốn kiểu mà một số anh em mà hay bị lãng quên ấy, thì anh em cứ tắt này cho mình. Vì là khi mà máy nó không có thẻ là không cho mình chụp đâu. Đây, mình bấm nhá, nó không chụp được luôn ạ anh em nhá, bấm không chụp được. Đó, thì cái này rất là tiện lợi, cực kỳ hay ở trên cái dòng USR mới đây. Mình thì chưa có điều kiện để cầm được con R5, nhưng hôm nào mình sẽ cố gắng mượn con R5 để trên tay cho anh em cùng xem luôn. Mấy cái phần này thì hiệu chỉnh quang xài ống kính thì cái này nó rất là hay. Từ cái dòng 5D3 trở đi đã, chúng ta đã có cái phần hiệu chỉnh quang xài ống kính rồi, thì chúng ta có thể là ví dụ như một số cái ống kính nó bị back focus hoặc là nó bị out led, ví dụ như anh em lấy led vào mặt mà nó lại nét ra đằng sau tai hay là ra đằng sau gáy, thì anh em có thể hiệu chỉnh bằng cái hiệu chỉnh biến dạng với hiệu chỉnh tối viền này. Thì cái này, cái con 35 này thì khi mà chúng ta chụp nó sẽ hơi bị tối viền một tí tí, thế là anh em on cho mình nha, on lên. Còn cái phần tối ưu hóa ống kính số này thì cái này anh em cũng on cho mình nha. Nói chung là tất cả mọi cái phần hiệu chỉnh biến dạng đây thì anh em cũng có thể bật lên cho mình, bởi vì là khi mà chúng ta chụp chân dung ấy thì cái phần hiệu chỉnh biến dạng này nó sẽ bị méo cái mặt. Anh em chụp chân dung bằng cái ống 35 này sẽ bị méo mặt, thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh nó cho nó ngon nha. Đó, còn cái phần điều khiển speed night ở ngoài thì cái này nó sẽ cắm ở trên đèn rồi. Cái này thì mình sẽ không nói, anh em sẽ qua bên cái tab thứ ba. Đó là cái phần tốc độ ISO này, tốc độ ISO rồi tốc độ phạm vi tự động. Thì cái này anh em có thể set được cho nó là 100 cho đến 12.800 thì tùy mọi người. Còn cái phần bên này thì anh em có thể đây nhá, trong cái phần thiết độ lập ISO này thì mình thích nhất đó là cái này, thiết lập ISO cực kỳ dễ dàng luôn. Đây là cái ISO mà chúng ta chụp này. Còn cái phạm vi tốc độ ISO ấy thì cái này anh em có thể thiết lập cho nó tối thiểu nhỏ nhất đó là ISO 50. ISO 50. Còn cái phần tối đa này nó lên đến 40.000, anh em có thể cho nó lên 102.400 cũng được. Thì cái này nó cũng tuyệt vời luôn, rất là ok. Ở đây nha, mình sẽ thiết lập ISO này. Đây anh em chạm vào đây này, anh em có thể vuốt quay trở lại đây hoặc là ấn. Đây anh em có thể thấy không, đây là ISO 50 này. Xong chúng ta đến ISO 100 này. Đó là một điều cực kỳ tuyệt vời ở trên chiếc máy ảnh này. Thiết lập ISO ở trên máy, đây là phần chụp nhé. Còn đến tiếp lập cái phần thiết lập ISO cho cái máy quay phim. Đây là chế độ quay nhá. Ở phần trên đỉnh này nó không giống như con R, nó sẽ có các khác cái chế độ ở đây. Thì anh em muốn cái chế độ nào thì anh em chỉ cần việc xoay cái vòng xoay ở đây thôi. Nó rất là tiện lợi. Mình nghĩ cái này nó cũng khá là hay, nó tiện hơn là so với con R. Một số anh em lại thích cái tính năng này hơn là cái màn phụ ở trên con R. Nhưng mà con R thì có màn phụ đây, chúng ta có thể nhìn được các cái thông số ở trên này và chúng ta có thể tinh chỉnh nhanh được khi chúng ta chụp. Được rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tối ưu hóa ánh sáng tự động. Thì có rất là nhiều những cái video mình cũng đã nói rồi. Thì anh em cái này anh em ấn vào phần info này. Khi anh em bật cái này lên, khi mà chúng ta chụp ngược sáng hoặc là chúng ta chụp những cái điều kiện ánh sáng nó bị tối, để chúng ta giữ lại những cái chi tiết của cái vùng tối nó ngon hơn, thì ở đây mình để phần cao nhá. Và ưu tiên vùng sáng thì cái dòng từ cái dòng 5D3 trở lên hoặc dòng 6D nó đã có cái D1 rồi, à cái D cộng rồi. Bây giờ thì dòng R với dòng RP này nó có thêm D2 nữa. Thì mình cũng chưa thử cái phần D2 như thế nào, nhưng mà cái này ấy, thì nó có một cái nhược điểm, đó là chúng ta chỉ để được ISO 200 thôi. Thì nếu như anh em ra ngoài trời chụp thì bật nó lên, hoặc trong cái phòng trong chụp trong bóng tối bật nó lên. Còn nếu mà trong studio mà chụp ở đèn flash thì mọi người tắt nó đi, off nó đi, để chúng ta có thể chọn ISO 100 hoặc là ISO 50. Hẹn giờ đo thì cái này mình cũng chả mấy khi dùng đến đâu. Mô phỏng ánh sáng, cái này quan trọng này. Cái mô phỏng ánh sáng này á thì nó sẽ giúp cho anh em chúng ta có thể nhìn được cái ánh sáng ở trên cái màn hình của chúng ta, trong tối cũng như ngoài sáng. Đây như này là mình bật nhá. Còn
Cái này khi mà chúng ta chụp ở trong studio thì mọi người ấn vào trong khi giúp mình nhá, thì anh em có thể nhìn thấy được là cái ảnh của chúng ta nó sáng, à cái màn hình của ta nó sáng lên, thì anh em mới có thể lấy được AF, lấy được LED để chúng ta chụp. Mà trong khi đấy chúng ta chụp được F10 mấy vào trong phòng ấy, thì cái này rất là tuyệt vời. Nó giống như kiểu cái dòng máy ảnh DSLR ấy, thì chúng ta có thể nhìn được trước ánh sáng. Thì cái này nó là dòng mirrorless thì đôi khi nó hơi bị bất tiện. Một số anh em không biết cái tính năng này thì mình sẽ nói lại cái tính năng này nhá. Mô phỏng với sáng nó là một cái tính năng để chúng ta nhìn được trên màn hình này, thấy được cái tấm hình của chúng ta. Ví dụ như anh em bật nó lên thì chúng ta chụp ở trong studio thì sẽ tối thui luôn. Nhưng cái này mình đang để nó là tốc độ nó là bao nhiêu đây, tốc độ 125 khẩu f2.2 và ISO 100 thì nó tối thui luôn, chả nhìn thấy cái gì luôn ở trong này, đúng không ạ? Nhưng anh em tắt nó đi thì anh em có thể nhìn thấy được cái mô phỏng phơi sáng đây, nó rất là rõ ràng luôn. Thì trong studio anh em toàn chụp 125 với lại từ f8 trở lên, ISO 100 thì chúng ta nên bật, chúng ta nên tắt cái phần mô phỏng phơi sáng đi nhá. Còn ở ngoài trời thì khuyên mọi người bật cái này lên, nó rất là ok, ngon lành luôn. Rồi, tab số 4 đó là cái tab cân bằng trắng với lại style màu và chúng ta ám màu. Thì cân bằng trắng thì nói chung là anh em cứ để AVKP cho mình cũng được. Còn nếu mà một số anh em thích chỉnh bằng tay thì để 5.200 hoặc là 4.800, 4.900. Dòng K thì mình toàn để như này thôi, ít khi để như khác. Còn nếu mà chụp ban ngày thì cứ để 5.200 cho mình là ok nhất. Anh em cứ yên tâm chụp dạng gần như là file đẹp đến 100% luôn. Anh em chỉnh ánh sáng một tí là ngon lành là được. Còn cái phần này thì mình cũng nói rất là nhiều trong những cái clip trước rồi. Ám xanh thì cộng đỏ, ám đỏ thì cộng xanh. Còn đâu ám vàng thì cộng tím, ám tím thì cộng vàng. Vậy thôi. Thì nếu không thì anh em cứ để ở giữa cho mình cũng được. Kệ. Rồi, ok, và cái phần không gian màu thì nó có rất là nhiều cái tranh cãi. Đó là để SRGB hay để RGB. Thì thật sự với mọi người thì mình toàn để S thôi, bởi vì là cái file RAW nó không ảnh hưởng. Anh em có thể chụp xong anh em về, anh em trả file gốc cho khách, anh em không phải bớt màu bằng cái phần SRGB này là xong. Còn cái phần picture style thì trong này nó Việt hóa hơi ngu, nó Việt hóa thành kiểu ảnh nghe nó củ chuối quá. Đây nó sẽ có là tự động này, tiêu chuẩn này, chân dung, phong cảnh, chi tiết nhỏ, trung tính. Cái MRP này nó có thêm cái phần FD này này. Cái này là cái phần như kiểu chụp macro ấy, chi tiết nhỏ ấy, rất là ngon. Còn cái phần trung thực là phần Fairfield này, trung tính là lưu trai này, monochrome là đơn sắc này. Và cái này anh em có thể thêm nhá. Có ba cái dòng ở dưới cùng này. Anh em có thể thêm những cái ánh sáng giả lập như kiểu là Cilog ấy, mà mọi người hay thường mơ mộng ấy. Thì hôm nào mình sẽ rảnh, mình sẽ ngồi, mình sẽ hướng dẫn cho anh em thêm cái Cilog này vào. Kể cả 6D, à cái mất xin lỗi, cả 5D, 5D3 nhưng cũng thêm được, 5D2, 6D cũng thêm được, rồi thì 6D thường cũng thêm được, rồi thì cả R cũng thêm được ở đây. Thì cái này anh em có thể thêm những cái dòng máy là bất kỳ, bởi vì trong cái phần máy ảnh setup thì đều có ba cái phần thiết lập tùy chỉnh này hãng người ta cho chúng ta. Ở đây thì mình sẽ chọn đầu tiên nó là cái tiêu chuẩn. Thì thực sự với mọi người là tiêu chuẩn nó là một cái màu nó rất là truyền thống của K rồi. Thì ở đây nhá, đợt trước thì nó có dòng 5D4 nó không có tiếng Việt, 5D3 không có tiếng Việt thì nó cũng giống như thế này. Ở đây thì nó có độ mịn với lại ngưỡng thì tương phản. Nói chung là ở đây thì độ nét ấy, thì mình sẽ để nó là khoảng 5 hoặc 6 thôi. Bởi vì nét của chiếc fix này nó rất là dày và nó gắt thì mình sẽ để là 5. Còn nếu mà lens zoom thì mình sẽ để là 7 max luôn. Không nên anh em thích cứ để 7 luôn cho mình được, cho nó nét. Đó. Còn cái phần độ mịn thì mình không sờ luôn, ngưỡng cũng như vậy. Thì nếu mà không anh em mà thích nó không mịn thì anh em có thể trừ đi một vạch để cho nó chi tiết nhất nhá. Cái phần ngưỡng này cũng thế, mình sẽ để về mặc định là 0. Hai cái phần này nó là ảnh hưởng đến chi tiết ảnh khá là nhiều. Còn phần tương phản thì lens này 35 mình sẽ để là -1, cái saturation là bão hòa màu mình cũng -1 đi. Nếu mà chụp ở ngoài trời nhá, mình đang set cho anh em ở cái ánh sáng mà đi chụp ngoài trời, chung ngoài trời thôi. Còn cái phần tông màu thì tùy, anh em thích nó hồng thì trừ, nó thích nó cam vàng thì cộng. Đó, tông màu thì mình để mặc định luôn ở giữa. Vậy là cái style màu ở đây đó là mình để 7 led này. Cái phần độ mịn với cái phần ngưỡng thì mình để là 1, còn saturation với contrast mình -1, còn color tone thì mình để 0. Rồi và tiếp theo đến cái style chân dung. Style chân dung thì anh em biết rồi đó, chân dung của K thì rất là xịn rồi, rất là nổi tiếng rồi.
nét 7 luôn nha, để cho nó xịn luôn. Độ mịn thì anh em để 1, và cái ngưỡng này mình không sờ tới, nhưng mà cái phần tương phản này mình trừ đi 1. Còn bão hòa màu, bão hòa màu thì tùy, nếu mà anh em thích đậm thì anh em cộng hoặc là để ở giữa, còn nếu không thì nhạt, mình thích nhạt thì mình sẽ để là -1. Còn cái phần tông màu đây thì anh em thích tông kiểu cam cam thì cộng lên 1 vạch, còn nếu mà tông hồng hồng thì trừ đi 1 vạch. Nói chung là hai cái này thì mình hay để kiểu như này, cái cách mình thích thì mình hay để như này. Độ nét thì để 7 này, độ mịn là 1 này, ngưỡng là 4 này, tương phản -1, có lúc mình -2 luôn, nếu mà cái chi tiết vùng đen nó không được lên được tốt cho lắm mình -2. Còn đây mình cứ để chung chung đi, cái này thì mình nghĩ là anh em set như này thì chụp thế nào cũng ok đó. Mình hay rất hay dùng cái chân dung với cái tiêu chuẩn này, đó là hai cái mà mình rất là hay sử dụng đó. Đây là cái cách setup của mình. Còn cái phần những cái phần phía sau thì gần như mình không chạm tới luôn, vì mình ít khi chụp đêm. Anh em nào mà chụp đêm nhiều thì chúng ta bật nó lên để cho giảm như phơi sáng buổi tối, hoặc là anh em phơi sáng 30 giây thì bật nó lên để cho nó mịn nha. Còn giảm nhiễu ở tốc độ ISO cao thì cái này anh em tùy anh em thôi. Cái này thì mình không chụp ISO cao thì mình off, còn nếu chụp ISO cao thì mình để tiêu chuẩn. Đó, chạm để chụp. Cái này thì anh em có thể setup ngay màn hình này. Đó, đây là phần dưới này nó có một cái này. Đó, chạm đây. Rồi, còn cái phần trồng ảnh với chế độ HDR này, nét nhiều lần. Cái này thì nó sẽ giúp cho anh em khi nó quay video ấy, khi nó quay video thì nó sẽ lấy nét liên tục luôn. Đấy, tăng cái nét luôn, là anh em có thể tăng luôn từ 1 cho đến 10 luôn, và phơi sáng làm mịn. Thật sự với mọi người là có một số cái Việt hóa mình thì nó ngu quá, không thể nào mà mình hiểu rồi nó là như cái gì luôn. Cái này thì nếu lên nhiều lần bật lên thì chúng ta sẽ mất hết các cái chế độ như kiểu là chạm để chụp này, trồng ảnh này, HDR, nó rất là nhiều. Cái này đôi khi một số anh em cũng không biết, thì nếu mà anh em không biết thì có thể coi qua cái clip này và anh em tắt nó đi, thì chúng ta back qua trở lại thì có được tất cả các chế độ kia. Đó, vậy thôi. Và tiếp theo là cái đồng hồ hẹn giờ. Cái này thì nó có thể hẹn được mấy giây luôn anh em. Cái này rất là hay, có thể tùy chỉnh được nhiều giây hoặc là ít giây trong này. Anh em muốn 10 giây hay là mấy giây cũng được. Chụp trồng cái gì đây, mình cũng không biết được là hãng người ta Việt hóa cái gì luôn. Rồi, tab số 7 nào. Thao tác để LED. Cái one shot với cái servo này, one shot là chúng ta chụp một shot, chụp tĩnh. Còn cái servo này là chúng ta chụp chuyển động nhá. Nếu mà anh em chụp liên tục chạy nhảy thì anh em ấn cái servo này để chúng ta lấy nét được liên tục luôn. Mình sẽ vào cái phần mô phỏng lấy nét này, mình tắt nó đi này. Anh em có thể thấy luôn là đây nha, mình lấy nét này. Còn lấy nét, nó lấy nét theo cái kiểu tự động luôn. Anh em cứ dê máy đâu là lấy nét ở đó luôn. Đây gọi là lấy nét tự động. Cái phần servo, cái này anh em có thể tùy chỉnh bằng cái phần set ở đây cho nó nhanh này. Ở trong này nó có một tá menu luôn. Nó bắt đầu bây giờ, ngày xưa thì mọi người hay chê là Sony nó dối mắt, nhưng bây giờ Calum cũng dối không hề kém luôn. Đây, cái này anh em có thể chọn servo hoặc unshot này. Đó, AF thì cái này á, cái phần để nói về cái AF nhá. Cái AF thì anh em chọn này, nét vào mắt thì anh em chạm vào cái info, bật hoặc là tắt thì anh em chạm info là được nha. Hoặc là cái cách mà chúng ta chạm nhanh thì anh em ấn vào cái phần MFN ở trên này này. Trên này có cái phím MFN nhỏ, thì chúng ta sẽ có thể là chỉnh được ISO nhanh này. Kéo đây, anh em kết hợp với cái phím ở trên đỉnh cái nóc máy này, phím tốc độ. Đó, và phím khẩu độ thì chúng ta sẽ di chuyển các cái tab khác. Chúng ta có thể di chuyển được, tinh chỉnh được nhanh các cái ISO này, thì chụp tốc độ cao này, chụp liên tục này, chụp trồng 3-4 hình hẹn giờ. Đó, thì cái này mình nghĩ là rất là ok, rất là đáng giá. Và cái vòng xoay khẩu thì chúng ta có thể chuyển các cái chế độ, các cái tab on shot, hoặc là chúng ta chuyển servo, thì cái này cũng rất là hay. Và bên cạnh cái phần này có thể chỉnh được K này, rồi thì chúng ta có thể bù trừ được cái EV, cái này cũng rất là tuyệt vời. Ở trên cái dòng máy Sony thì người ta tích hợp sẵn một cái phím bù trừ EV ở đây, nhưng mà dòng K thì người ta không có, và người ta tích hợp vào trong bên cái những cái menu điều khiển ở trên những cái nút bấm ở đây. Mình thấy cũng khá là tiện, nếu mà anh em dùng quen rồi thì mình nghĩ là sẽ rất là dễ hiểu và rất là nhanh thôi. Rồi, và còn rất là nhiều các chế độ khác nữa. Đây là các cái phần cắt cỡ tỷ lệ hình ảnh này. Cái này thì anh em có thể set up được cái chúng ta có thể quay được đến
lên tới là kích cỡ quay phim ấy, thì anh em có thể set up được cái này nó lên đến tận 4K và 24 frame. Nó hơi thiệt thòi so với đàn anh của nó, đó là chiếc R, nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là Full HD 60 frame là quá là đủ rồi. Đó, mình nghĩ là như thế, cho nên là mình nghĩ là không cần thiết là phải khủng khiếp quá, bởi vì máy tính của chúng ta đôi khi cũng chưa chắc đã đáp ứng được 4K. Cho nên là ở đây tất cả trên màn hình rồi nhá, anh em có thể thấy luôn là show hết tất cả mọi thứ đây. Chúng ta setup được tất cả mọi thứ bằng cái cách chỉ cần ấn vào phím set ở trên này một cái thôi là ra tất cả mọi thứ, show tất cả mọi thứ đây cho anh em một kích cỡ này, rồi tốc chế độ đo này, chụp ảnh này, unshot này, AF này. Cái này thì anh em có thể tùy chỉnh, anh em có thể lấy AF vùng này, một điểm giữa này, 9 điểm này, 5 điểm này, và nó có thể là cái này, nó cái phần này nó sẽ bị thiệt thòi hơn so với MR một tí, đó là chúng ta chỉ lấy được vùng ở giữa này thôi. Còn trên MR ấy thì nó có thể lấy được rộng hơn, nó lấy được dọc, lấy được ngang và lấy được vùng giữa như này, nó có đầy đủ hơn một tí ạ so với MR. Thì nếu mà để chuyển chế độ AF thì anh em ấn vào phím default nhanh ở đây. Nói chung là con RP này thật sự với mọi người là cái menu của nó quá đầy đủ luôn. Ở giờ cái phần sheet, cái phần quick này, phần nhanh này, cái phần thiết lập này liên tục đây, anh em bật lên cho mình để khi chúng ta quay phim, thì anh em cứ dê máy này thì nó cứ bắt, nó cứ bám nét theo thôi, dê máy đâu thì bám nét theo đó nhá. Thiết lập chạm và kéo, cái này mình không dùng tới, bỏ qua. Rồi trang số 8, cái này cũng không dùng tới, và trang số 9, cái này là set up kích cỡ quay phim. Thì mọi người có thể thấy là trên này nó chỉ được set được Full HD thôi. Thì khi mà anh em quay ấy, anh em ấn vào chuyển sang chế độ quay phim này nha. Đây, chế độ quay phim ở trên đỉnh này. Đó, thì anh em chọn chế độ cho mình. Thì chúng ta chọn chế độ M nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta mới có thể là đây, mình sẽ set up luôn này. Thì anh em mới có thể quay được set vào 4K nhá. Một số anh em hỏi mình cái này thì nó cũng khá là một số anh em khá là quan tâm, thì anh em có thể set up được cái 4K này chỉ ở trên cái chế độ quay thôi nha. Còn nếu mà chuyển sang chụp thì không set được 4K đâu nha. Đây, anh em chuyển sang M mà coi. Đó, thì chúng ta vào cái phần số 9 này, chúng ta set up nó không được luôn ạ, không được luôn đến 4K, nó chỉ được Full HD là 60 frame thôi. Đó, anh em thấy không? Rồi, còn những cái phần ở phía sau đó thì thôi mình sẽ không nói tới, tại vì là cái clip dài quá rồi. Xoay ảnh anh em có thể bật lên nhá, bật trên cả máy ảnh cả máy tính cho mình luôn là xong. Còn lại thì thôi, cái phần nhiều phần khác nữa thì để hẹn anh em một cái clip khác nhá. Rồi, xin chào anh em. Đây là cái clip mà mình trên tay nhanh cho anh em, mà không nhanh đâu, khá là lâu bởi vì 20 mấy phút rồi. Nhưng mà thực sự với mọi người là chiếc RP này rất đáng để sử dụng và rất đáng để mua. So sánh với 5D3, với 6D2 thì mình vẫn chọn RP. Mình thích công nghệ của nó, mình là một người thích đổi mới cho nên là mình chọn RP, bởi vì nó mang một trong mình một tá công nghệ rất là nhiều những cái mới. Nó ra mắt năm 2018, giữa năm 2018 đầu 2019, thì mình nghĩ là đây là một chiếc máy không hề tệ một xíu nào, và nó là một cái hiện tượng bây giờ anh em săn đồng rất là nhiều, không có máy cũ bán luôn. Rồi, xin chào anh em, hẹn anh em trong các cái clip lần sau. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên subscribe ủng hộ cho mình và bấm chuông cũng như là chia sẻ cho mình nhá. Xin chào mọi người.